Ngày 2 tháng 8, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai với các cơ sở đảng trực thuộc, các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ. Trước đó, ngày 29 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có thư ngỏ kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các chi đảng bộ trực thuộc đã phát động đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đóng góp ủng hộ nhân dân tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Đến sáng ngày 2 tháng 8, các đơn vị đã trực tiếp đóng góp ủng hộ, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, công ty cổ phần xe khách Sơn La, cục thi hành án dân sự tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sơn La, chi bộ cơ quan đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, công ty điện lực Sơn La, công ty xăng dầu Sơn La với tổng số tiền ủng hộ trên 135 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận và phối hợp với các ngành địa phương trực tiếp đến thăm hỏi động viên cũng như trao quà hỗ trợ cho các địa phương và hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai.